Và chúng ta có gì ở đây, rất là nhiều cái món đồ chơi luôn các bạn ơi, có những con khủng long và động vật nữa các bạn. Đây mình thấy được con khủng long đầu tiên ở đây, đây một con Indominus Rex. Wow, mô hình Indominus Rex cực kỳ to lớn luôn các bạn, nhìn những chiếc gai trên người nữa các bạn, rất là to luôn.
nuôi công ty nữa, và cái gương mặt nó như một cái hộp sọ để các bạn bảo vệ khuôn mặt bên trong này. Wow, sự lai tạo tuyệt vời với Tyrannosaurus và một con Velociraptor quá tuyệt vời luôn. Wow, một sinh vật hoàn mỹ luôn các bạn. Wow, mình để riêng nó một bên này. Đấy. Wow, nhiều quá, không biết lựa con nào trước để đọc cho các bạn nghe đây. Đấy. Parasaurolophus. Wow, con thằng làng giàu quá hang các bạn. Wow, đây là một con khủng long thuộc họ thằng làng chim màu gần nha. Wow, nó có cái màu rất là đẹp nè. Mình thấy được một con T-Rex nữa các bạn. Đây biểu tượng của thế giới khủng long nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Ôi cha, màu đỏ kìa các bạn, đẹp chưa kìa. Đây, chúng ta có gì đây? Một con Velociraptor các bạn ơi. Wow, tại sao mình biết là Veloci? Tại vì nó có cái làn lông vũ cánh tay nè các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhìn cặp mắt nó đỏ rực. Kìa đấy. Ý cha, chúng ta có một con Styracosaurus các bạn, mô hình của mắt theo các bạn ơi. Wow, mà nhìn đi đấy, cái sườn nó rất là mềm mềm luôn các bạn. Wow, để coi. Thì đấy, mình bấm cái đuôi và nó sẽ gắt cái đầu nữa các bạn. Đấy, cái đuôi nó này đây, giật cái kiểu này. Chúng ta có một con Ankylosaurus các bạn. Wow, mô hình khủng long Ankylosaurus với rất là nhiều gai trên lưng luôn này. Đẹp thật sự luôn các bạn. Wow, nhìn nó rất là nhiều gai, khá là đã luôn các bạn ơi. Wow, nhìn cái khuôn mặt nó là con mắt nó rực lên này. Wow, một lớp phòng thủ tuyệt vời để tấn công, để phòng thủ những con khủng long ăn thịt khác các bạn. Nó cái gai rất là nhọn nha. Mình bắt được một chú sói nè các bạn. Wow, có cả một con sói nó lạc đàn ở đây luôn các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, nhìn con sói này nhìn làm rất là hay luôn các bạn. Wow, trong video chúng ta là một chú husky các bạn ơi. Wow, nhìn nó rất là tấu hài luôn nè. Ấy cha cha, mình lấy được một con Spinosaurus các bạn. Wow, chú khủng long Dinosaurus cũng to đầy. Wow, nhìn cái cánh bườm như người nó kìa, lớp vảy của nó kìa, có rất là nhiều cái lớp gai, nhìn như cái cánh bườm các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, gầm gừ đồ này nọ này, hay chưa kìa các bạn. Wow, cho nhìn đã thật sự luôn ấy. Wow, nó đang gầm các bạn. Wow. Wow, và con Dinosaurus đến đây các bạn. Wow, nó không có nhiều gai như là trong video nha các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Ây cha cha, chúng ta có một chú nai các bạn. Wow, chú nai với cặp gạc rất là đẹp luôn này. Wow, nhìn cặp gạc của nó đã chưa kìa các bạn. Đó, các bạn thấy chưa. Wow, nhìn nè, màu xanh lá cây luôn nha. Con nai có màu xanh lá cây nhìn rất là lạ luôn. Làm bằng cao su này, rất là nhẹ luôn này. Chúng ta có gì đây? Một con Triceratops các bạn. Wow, con chú khủng long ba sừng của chúng ta đây. Wow, cái dòng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, cái khuôn mặt nó có hình tròn các bạn, mô hình giao quan rất là chi tiết luôn nha. Đây có vẻ là dòng họ của Triceratops. Đây, một con tê giác hai sừng các bạn. Đấy, tê giác xanh luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đây là một loài rất là quý hiếm luôn, cần được bảo vệ các bạn do bị săn bắt quá nhiều rồi. Đấy, họ săn bắt chỉ vì cái cặp sừng của nó thôi, rất là tội nghiệp những con tê giác này luôn. Mình thấy được một cái con ngựa vằn màu xanh các bạn, mô hình cao su rất là dễ thương luôn.
Ngựa vàng lại có màu xanh này, đây có cả một đèn đột biến của lại ngựa vàng này. Khá là đẹp luôn. Chúng ta có một con Tyrannosaurus. Wow, một con T-Rex rất là hiền luôn. Nhìn cái mặt của nó kìa, cười giống như đang cười chứ không phải đang gầm nữa các bạn. Nhìn rất là hiền hậu luôn, khá là dễ thương luôn nha. Một con panda các bạn. Wow, một chú gấu trúc với khuôn mặt nó màu xanh lá cây. Các bạn nhìn nó giống như bị sơn lên đó các bạn. Khá là tội nghiệp cho chú gấu trúc của chúng ta khi mà cái mặt nó dính lấm lem như vậy à. Không sao, vẫn là một linh vật biểu tượng của một đất nước các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Ôi, chúng ta bắt con báo trước đây này. Đây, một chú báo châu Phi với cặp chân rất là dài luôn các bạn. Wow, các bạn nhìn cặp chân của nó kìa, đẹp chưa kìa. Ui, con mắt nó bị cái gì đó bạn. Vậy nhìn được một con mắt nó bị nó không thấy được, nó bị chọt ra cha này các bạn. Nhìn kỳ kỳ sao các bạn, cũng rất là đẹp thôi, không sao, khá là tội cho chú báo của chúng ta đây. Mình không biết mình coi bên nào trước luôn mà mình thấy cái con này nó rất là nổi nè các bạn. Stegosaurus, wow, một con kiến long sở hữu những cái lớp gai trên lưng nhìn như một cái phiến lá khổng lồ đấy các bạn. Wow, rất là đẹp luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa, nó đẹp thực sự luôn đấy. Ôi, nó có bốn cái gai, nhìn cái đuôi của nó này, nhìn khá là hay ho luôn. Nó sẽ bước những đối thủ của nó là chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rồi, một con khủng long này phần hai cái màn đây. Hay Dilophosaurus, wow, con khủng long phải nói là rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn nó rất là nhỏ nha các bạn, nhưng mà mô hình thì phải nói là rất là to và đẹp luôn. Ui, nó há cái miệng này nè, đó hay chưa. Nhìn những cái chi tiết kìa. Wow, các bạn, những cái mô hình này làm rất là nét nha các bạn. Thôi nhìn hai cái màn nó này, nó sẽ là một cái lớp vảy kéo dài từ đây đến cổ này đấy. Thế giờ đó, khi mà nó gặp đối thủ mạnh hoặc to hơn nó sẽ phình ra và nó gầm gừ lên. Con này rất là thông minh nha, và chạy cũng rất là nhanh nữa các bạn. Ây, kế bên là một chú Parasaurolophus. Wow, một con thằng lằn thuộc thằng họ chim màu gần của mô hình này cực kỳ chi tiết trong hồi nãy luôn các bạn. Wow, các bạn nhìn những cái chi tiết này, làm cả con máu nó cũng chi tiết luôn. Wow, nó có những cái lằn nhìn rất là đẹp luôn nha. Đấy, các bạn thấy chưa, một chút cũng lòng phải nói là những cái mô hình này nó rất là nét luôn á. Chúng ta có một con Stegosaurus con, các bạn nhìn khá là dễ thương luôn. Wow, nó có hai cái cục gì trên đây nè. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Ui, chú cũng không khá là nhỏ luôn nha. Một chú dê núi các bạn à, mô hình phải nói là được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Khi có những cái nàng này, các bạn thấy không, những cái lằn rất là nhỏ luôn mà làm rất là chi tiết luôn. Mình không hiểu sao làm cái mô hình mấy con động vật này làm lại rất là đẹp như vậy được. Đấy, tuy nhiên chỉ có vài những cái loại nhỏ thôi mà rất là to nha, rất là đẹp nha. Wow, nó bằng bá bằng tay này. Đây, chúng ta sẽ tới với một con lạc đà hai bướm. Đây, các bạn nhìn thấy cái bướm nó to chưa kìa. Đấy, đố các bạn nó làm cái gì đây. Mình sẽ trả lời luôn cho nó, sẽ dùng để chữ một cái lượng nước khổng lồ để băng qua những cái sa mạc cằn cỗi các bạn. Đấy, nó đi trong cái sa mạc cỡ 2 ngày luôn mà nó không cần uống nước gì cả các bạn. Nó có thể ăn được cả xương rồng luôn. Một loài động vật của nó là cực kỳ thú vị luôn. Chúa sơn lâm của chúng ta đây. Wow, cái bạn nhìn cặp bồng của nó này. Làm mô hình này thì làm cho có thôi các bạn, tại vì nó không có được chi tiết cho lắm rồi. Không sao, chú sơn lâm chúng ta vẫn rất là uy dũng nha, rất là đẹp nha.
Ở đâu lạc đàn ra được một chú thiên nga đây? Đây không biết là ngỗng hay là thiên nga đây mà nhìn rất là giống thiên nga, nhìn rất là đẹp luôn. Wow. Chúng ta thấy cùng con thằng lằn khổng lồ đó các bạn. Rồi thằng bằng, rồi thằng lằn không răng bay lớn nhất lịch sử luôn, lớn nhất thời kỳ tiền sử. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn sao? Do được làm bằng cái chất liệu rất là cứng nên nó không có bị gì hết đấy các bạn. Đấy, Betaranodon. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Mình thấy được một con khủng long gì đó có hai cái cục. Mình biết đây là khủng long gì rồi các bạn, một con Dilophosaurus các bạn ơi. Wow, chú khủng long nhìn khá là đẹp luôn. Đấy, màu hình nhìn khá là nhỏ nhắn đáng yêu luôn các bạn. Wow, được sơn một cái màu xanh ngọc bích rất là đẹp luôn này. Triceratops đây. Chúng ta lại tiếp tục với một chú Triceratops nhưng mà lần này đã có màu đỏ nha. Ô, nhìn khủng long ba sừng này. Cái sừng rất là nhọn, đâm khá là đau luôn á. Ít chặt, ít trò, đâm ít trò đau thật sự luôn. Cái mô hình khá là đẹp luôn á các bạn. Mình lấy được một con T-Rex chạy các bạn, nhưng mà sao nhìn nó rất là hài luôn này. Nhìn cái cặp tay này. Mình bẻ một cái tay rồi hai cái tay nó sẽ giơ lên này. Hey cha, chào các bạn đó. Chào các bạn rồi đấy. Nhìn rất là dễ thương luôn. Wow, chú khủng long nhìn tấu hài thật sự luôn cái mặt ha. Có những cái lông mi nhìn hiền chưa kìa. Giống như đang cầu xin đấy các bạn, đang mặt rất là tội luôn. Khá là vui. Mô hình cực kỳ chi tiết của Ankylosaurus đây các bạn. Wow, các bạn nhìn cái người nó đi toàn những cái gai khổng lồ luôn. Wow, được trang bị một bộ giáp phải nói là cực kỳ dày và cực kỳ cứng luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, cái đuôi của nó này được trang bị một cái lớp cái cây gì đó, một cái cục gì đó rất là to và nặng luôn nha. Nó sẽ cần quật cái đuôi như vậy mà nó sẽ đánh những đối thủ của nó rất là đau đó. Đây là một con Carnotaurus. Carnotaurus con các bạn ạ. Wow, nhìn hai cái sừng của nó này, nhìn rất là vui luôn. Này, một loại biến thể của T-Rex nhưng mà lại nhỏ hơn rất là nhiều luôn các bạn. Phải nói là rất rất là nhiều luôn. Đấy, nhìn rất là lạ và đẹp luôn nha. Deinonychus. Wow, một chú khủng long với cặp chân phải nói là như một con đà điểu các bạn, rất là lạ luôn. Ui, nó có cái nút gì nữa các bạn. Ê, mình bấm mà nó giật cái đầu xuống này các bạn. Wow, mình gần bấm xuống mà nó giật cái đầu xuống này, khá là vui luôn. Cha, chú khủng long nhìn rất là thú vị luôn. Cái miệng có vẻ như đây là một loại ăn cỏ các bạn, nhìn cái miệng của nó là biết liền luôn, không có một cái răng gì luôn các bạn, nhìn khá là hiền luôn nha. Cả một con hươu cao cổ mô hình đồ chơi này các bạn. Của họ nhìn những cái chi tiết trên người nó đi rất là đẹp luôn. Ai cha cha, rồi nhìn cái mặt của nó này. Wow, bẻ cong được con sướng chưa. Nhìn rất là đẹp luôn. Hồi nãy chúng ta có chúa sân long và bây giờ chúng ta có chúa của rừng rậm các bạn à. Wow, một con hổ các bạn. Đây, vua của rừng rậm của chúng ta đây, rất là đẹp luôn. Wow, nhìn những cái vằn của nó kìa. Ấy, nếu mà xét về khoảng mạnh thì con hổ nó mạnh hơn rất là nhiều con sư tử nha các bạn. Ấy, nhìn rất là đẹp nữa. Wow, nhìn cái cơ bắp của nó kìa. Một chú hổ trưởng thành có thể nhảy được tới 3,5 mét lận các bạn, rất là cao luôn. Chúng ta có gì ở đây này, một con Imperius Caspian. Wow, một chú bò cạp hoàng đế màu đỏ rực luôn,
với cái phần đuôi rất là độc luôn các bạn. Wow, rất là to lớn nha, trời ơi, nó nhầm được cái này rất là vui luôn. Đấy. Nãy chúng ta có mô hình đấu hài của T-Rex, hôm nay chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có một cái mô hình khá là dễ thương của một con Brachiosaurus, mô hình mini. Wow, mình sẽ cho đây là một con khủng long Brachiosaurus con, các bạn nhìn nó rất là dễ thương luôn, rất là nhỏ nhỏ luôn này. Wow, các bạn tới cười nhìn nó hiền chưa kìa các bạn. Đấy. Đây, mình sẽ đố các bạn đây là con gì. Đấy, đây là một con Velociraptor. Tại sao mình biết? Tại vì nó sẽ có những cái chân, nó sẽ có cái móng nó vĩnh lên vậy nè. Đấy, với cái thân hình nhỏ bé nhưng mà lại chạy cực kỳ nhanh luôn. Nó bẻ được cái đầu này, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, gầm gừ được cái kiểu này, khá là hay luôn nha. Đây, chúng ta có một chú nai đó các bạn. Hồi nãy chúng ta có một màu xanh, nhưng mà mô hình này thì nó lại có một cái màu vàng, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Wow, nhìn những cái chi tiết trên người nó kìa. Wow, cặp sừng, cặp gạt, cái đây gọi là gạt nha các bạn, không được gọi là sừng, đây là gạt. Mình không biết tại sao gọi là vậy nhưng mà lại rất là hay luôn. Ủa, nhìn to chưa mà bẻ lên nè. Ê, nhìn cặp gạt thẳng này ai chưa. Ê. Chúng ta có gì đây? Stegosaurus. Wow, cái mô hình này phải nói là nó nét cực kỳ luôn các bạn. Nó được trang bị với lớp xanh rêu rất là đẹp luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Những cái gai làm đã thật sự luôn các bạn ơi. Wow. Đây là con gì đây? Đây là con gì đây? Wow, nhìn có vẻ giống, rất là giống con Velociraptor các bạn. Mình đang suy nghĩ là tại sao lại có những cái gai này thì nó lại giống con Giga hoặc là con Machiakasaurus này các bạn. Đây, có vẻ như đây là một con Machiakasaurus, tại vì cái miệng nó khá là dài luôn các bạn ơi. Wow, cứng chưa kìa. Đấy, nhưng mà có vẻ mô hình nó bị lỗi, tại sao người ta lại trang bị cái lớp lông vũ cánh tay của nó giống như con Veloci này này. Đấy. Một con khủng long phải nói là nặng 1-2 tấn thôi các bạn, nhưng mà không, con này có thể nặng được mấy tấn luôn á chứ, con này đi rất là chậm luôn. Đây là một con Amagasaurus nha các bạn. Wow, với những cái gai trên cái cổ nó này đâm ra rất là đẹp luôn các bạn, phải nói là cực kỳ nhọn nha. Nó có những cái lớp vảy như cái vảy cá này, đã chưa kìa, cái mang cá đấy các bạn, rất là đẹp luôn. Đó. Sao có thể thiếu được con này, thuộc một dòng họ của khủng long cổ dài đấy các bạn. Mamenchisaurus. Wow, một con khủng long phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Wow, cái đuôi nó có thể có nút bấm đó các bạn. Đây. Đấy, nó gầm gừ này. Đây, nó mở cái miệng nó ra cho các bạn, khá là cứng các bạn. Đấy. Con khủng long này có cái cổ mà dài gấp đôi của Rachio nha các bạn. Wow, chú khủng long phải nói to lớn nhất trong thời kỳ tiền sử luôn. Đấy. Đấy, chúng ta có gì đây, chúng ta có gì đây? Một con khủng long ba sừng, nhưng mà đây là một con Pentaceratops chứ không phải là Triceratops nha các bạn. Wow, với cái khuôn mặt hình chữ nhật này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn này. Cặp sừng nhọn cực kỳ luôn, đâm đau lắm các bạn. Đâm rất là đau luôn các bạn ơi. Wow. Wow, một con quái vật thời tiền sử Indoraptor. Nhìn thấy khuôn mặt của nó kìa, nhìn rất là căng luôn các bạn. Wow, cặp răng nó nhọn và sắc bén cực kỳ luôn nha. Con này rất là thông minh luôn các bạn. Đói, với những cái lớp vảy vàng rất là đẹp người kìa.
Ui, nằm dưới con cano là một con đá treo sâu rệt nhưng mà lại bự hơn một tí các bạn, một tí thôi nhá. Đấy, không phải là cái con lai châu màu xanh lá cây đâu. Đây, con lai châu này nó nhìn nó rất là ngầu luôn này. Wow, làm rất là chi tiết dẫn cái chân này. Đấy, các bạn nhìn cái cơ bắp không, cuồn cuộn luôn, khá là to lớn luôn. Wow, chúng ta có cái gì đây? Một con trai Ceratops. Mô hình phải nói là cực kỳ to luôn. Nó sẽ có con nước bấm ở trên này này. Mình bấm mà nó kêu nữa các bạn. Lúc kêu lúc không các bạn. Đó các bạn thấy chưa, lúc kêu lúc nó không này nhìn rất là đẹp luôn. Wow. Mình thấy một con khủng long gì đó, bộ móng vuốt rất là dài để mình làm nên cái Therizinosaurus. Wow, chú thú long ăn cỏ mà lại sở hữu một bộ móng vuốt phải nói là cực kỳ sắc nhọn của một loài ăn thịt các bạn. Đấy, các bạn thấy móng vuốt đó nha, trời nhọn quắc luôn và gai nữa, nó nhọn và cái móng của nó cực kỳ sắc bén luôn các bạn. Thấy nó dùng để phòng thủ những con khủng long nào lại gần nó sẽ dùng một cái một thôi là nó gục liền luôn. Chú khủng long đè lên ba chiều chúng ta đây, Carnotaurus nhưng mà phiên bản khổng lồ luôn. Những cái mô hình kìa, tất cả mọi thứ đều đẹp trừ cánh tay. Tại cánh tay nằm nhìn rất là hoa la và nhìn rất là dễ thương luôn. Nhìn kìa, nó có bốn ngón tay nhìn rất là dễ thương luôn này. Rồi, đâm ngừ miệng được luôn này. Cái này thấy chưa, gai trên nổ này rất là cứng luôn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tới con Mosasaurus. Bởi vì đây là một chú Mosasaurus các bạn. Wow, mô hình Mosasaurus chúng ta rất là đẹp luôn với những cái gai trên người này. Wow, loài thủy quái ở dưới nước thời tiền sử đó các bạn. Không con gì có thể làm là trắng được con này các bạn. Đây là con cá thương long nha các bạn. Khi gần sệt là sẽ thấy cái răng của nó kìa, nhọn quắc luôn. Để nó qua một bên nè. Ây cha cha, Pentaceratops phải nói là một màu sắc rất là đẹp luôn nè. Một màu đỏ cực kỳ đẹp và chi tiết luôn. Wow, cái gài, cái sừng của nó kìa, đâm rất là đau. Ôi cha cha, đau thật sự luôn các bạn. Wow, nó bự chưa kìa. Đó, cầm rất là chắc tay luôn nha. Iguanodon, một con thằng lằn khủng long thuộc bộ móng vuốt. Wow, chú khủng long này với những cái bắp chân của nó là cực kỳ to lớn luôn các bạn ơi. Wow. Rồi, thường thì nó sẽ đi bằng hai chân để nó ghế những cái lá cây trên cao các bạn. Con này rất là đẹp luôn nha. Wow, một con cá răng phiến thời kỳ beta hay sao đấy các bạn. Wow, beta đúng rồi. Đây là con cá phải nói là có sở hữu một cái đầu bằng sắt các bạn. Wow, nó sẽ săn những con megalodon là để làm thức ăn cho nó nha các bạn, hoặc là những con cá mập trắng khổng lồ thời tiền sử nha. Đó, nhìn nó đã chưa kìa. Rồi, chú hổ mô hình nhưng mà được làm bằng cao su mà lại là rất là chi tiết nha. Tuy chỉ làm bằng cao su thôi nhưng mà cái độ chi tiết của nó phải nói là rất là đẹp luôn này, các bạn thấy chưa. Gặm này rồi, nhìn rất là lạ luôn. Đây chúng ta có một con Brachiosaurus các bạn. Wow, chú khủng long cổ rất là dài, mô hình rất là đẹp luôn. Chà, cái cổ nó kìa. Đấy, nhìn những cái lằn này, những cái sức đặc điểm rất là đẹp luôn các bạn. Wow. Đây một chú Giganotosaurus. Wow, một con khủng long phải nói đối thủ truyền kiếp của con T-Rex đây các bạn. Wow, rất giống T-Rex, chỉ có điều là nó thông minh hơn T-Rex hơn các bạn. Con này thông minh lắm. Đấy, nó sẽ lựa những hai con đánh nhau và nó sẽ lao vào nó tấn công liền luôn các bạn. Con này rất là thông minh luôn.
Bachycephalosaurus. Wow, một chú khủng long sở hữu một cái đầu rất là cứng luôn. Nó sẽ hút với nhau để thị huy sức mạnh của nó các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Nhìn cái mặt để hiền chưa kìa. Velociraptor, ai coi phim thế giới khủng long sẽ biết được con này các bạn. Wow, con này tên là Blue nha các bạn đấy. Một chú khủng long và nó là cực kỳ thông minh, nghe có thể hiểu được tiếng của chúng ta nói các bạn không? Ui, cái miệng nó mở ra này, nhìn rất là đẹp luôn. Một con Masia cá sấu rệt các bạn ơi. Wow, nó có cái nước bấm này, bấm này giật cái cổ này rất là hay luôn. Rất là vui luôn nha. Wow, nó ngầm ngừ cả miệng được này. Cái kiểu rất là hay luôn. Chúng ta có một chú báo nhưng mà lại sở hữu cặp chân khá là ngắn nha các bạn. Đây có vẻ là một loài có thể leo cây được các bạn. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa, với những cái chấm kìa, rất là thú vị luôn. Đấy, cuối cùng chúng ta có một Ankylosaurus rồi các bạn. Wow, chú khủng long và nó là sở hữu một bộ giáp rất là dài luôn các bạn. Mô hình nhìn rất là lạ luôn nha, không có được đẹp, không được chi tiết như cái con kia. Đây, mình sẽ coi các bạn coi bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Rất là nhiều cái loài động vật khủng long các bạn. Wow, hẹn gặp lại các bạn nha.